và câu lạc bộ Hà Nội thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Và hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này, trọng tài vừa thổi phạt với đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh. Pha va chạm giữa Ngô Hoàng Thịnh và Nguyễn Quang Hải. Sau một quãng thời gian dài gần 2 năm tỏa sáng và giúp cho bóng đá Việt Nam đạt được rất nhiều những cột mốc, thì Quang Hải rất hay, chỉ tiếc là đường truyền hơi mạnh. Và vừa rồi thì trợ lý của trọng tài Trần Văn Trọng cũng đã bắt tuyệt vị đối với Gordon Rimario. Thật nguy hiểm, tuyệt điểm, pha bóng ra rất tuyệt vời của thủ môn Tuấn Trường. Công Phượng, đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang là đội có được thế trận tốt hơn và đang triển khai tấn công mạnh lạc hơn. Amido Bane đã ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của các cầu thủ Hà Nội. Đội trưởng Văn Quyết cũng đã phải lùi về rất sâu bên phần sân nhà để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Amido Bane chắc chắn sẽ là cái tên được các đồng đội. Cơ hội phản công cho đội khách. Imario rất nguy hiểm, tấn tài. Hùng Dũng, nguy hiểm, cầu vào, bóng đã chạm xa ngang. Một cơ hội phải nói rằng là từ trên trời rơi xuống sau tình huống hậu vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bất cẩn. Rất tiếc là đội trưởng Văn Quyết đã không tận dụng thành công. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rất đáng tiếc. Một pha dứt điểm kỹ thuật của đội trưởng Văn Quyết, cơ hội để anh mở tỷ số của trận đấu và ghi bàn thắng thứ hai của mình tại V-League năm 2020, nhưng anh đã bỏ lỡ. Văn Quyết vẫn là một trong những cầu thủ thi đấu cực hay. Hùng Dũng vẫn còn, không được, tình huống xuống đáy và chuyền bóng ngược lại cho Tuyến Hải theo bài, nhưng đã không thành công của các cầu thủ Hà Nội. Lỗi việt vị, trọng tài đã căng cờ bắt việt vị với Nguyễn Quang Hải. Nhưng xem lại thì các trọng tài đã sai. Quang Hải đã di chuyển đầy khôn ngoan. Ít nhất thì các trọng tài trong trận đấu này đã có hai tình huống xử lý không chính xác. Một tình huống phạt góc dành cho đội chủ nhà, nhưng thực tế là bóng đá chạm vào chân của Võ Huy Toàn. Và vừa rồi là tình huống không việt vị của Quang Hải, nhưng lại bị bắt việt vị. Phạm Văn Thành, Văn Thành, Amido Bane, vẫn còn cơ hội. Công Phượng cho rằng bóng đã chạm tay của cầu thủ Hà Nội ở trong vòng cấm. Đội chủ nhà đang tỏ ra không hài lòng và phản ứng rất quyết liệt với trọng tài Trần Văn Trọng. Tuy nhiên quyết định vẫn được giữ nguyên và không có penalty dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy cùng xem lại. Như vậy là đúng là bóng đã chạm vào tay của Thành Trung. Công Phượng và các đồng đội có lý do để phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài Trần Văn Trọng. Với tốc độ và chất lượng chuyền bóng cao, Amido Bane quá vội vàng. Một tình huống trời quá cá nhân và không hợp lý một chút nào của Amido Bane. Cự ly là rất xa, các đồng đội của anh di chuyển thoáng ở cả hai bên cánh để có thể cùng phối hợp với Amido Bane tạo ra một pha bóng nguy hiểm.
nhưng anh lại quyết định sút xa và cú sút quá đơn giản, không gây ra khó khăn với thủ môn Tuấn Trường. Trận đấu đang diễn ra khá nóng. Một quả đá phạt được dành cho đội khách, các nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội. Góc sút là rất rộng nhưng cự ly là khá xa về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Như vậy là trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng dành cho lỗi phản ứng của đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh. Rất đông cầu thủ của đội chủ nhà đã phản ứng lại với những quyết định của trọng tài chính Trần Văn Trọng và các trợ lý. Đây là tình huống mà trọng tài đã thổi phạt đối với Diakite và khiến cho đội chủ nhà phản ứng rất quyết liệt. Đây là cự ly hoàn toàn có thể thực hiện một cú sút thẳng. Quang Hải và Moses Oloya là hai cầu thủ đứng trước quả đá phạt này. Quang Hải rất nguy hiểm. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phải mất hai nhịp để có thể khống chế được quả đá phạt vừa rồi của Quang Hải. Ở ngoài đời thì thủ môn Bùi Tiến Dũng và Quang Hải là những người rất thân với nhau. Nhìn trên sân, họ đang là đối thủ của nhau và chắc chắn sẽ không có sự khoan nhượng. Chúng ta cùng xem lại quả đá phạt rất khó chịu của Quang Hải. Trời mưa hơi nhỏ, sân trơn và bóng ướt khiến cho Sơn Ngọc Đức khá mạo hiểm. Pha để mất bóng của Sơn Ngọc Đức. Cơ hội Văn Quyết. Văn Quyết việt vị mất rồi. Trọng tài đã bắt việt vị với Văn Quyết. Lần này thì anh đã chiến thắng được thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhưng mà thắng không được công nhận. Văn Quyết đang là người có được những cơ hội nguy hiểm nhất bên phía đội khách câu lạc bộ Hà Nội. Một tình huống dứt điểm bóng chạm xà ngang. Một pha bóng khá nhạy cảm. Diakite là người đã chủ động dâng cao để bắt việt vị với Văn Quyết. Những người cũ của câu lạc bộ Hải Phòng đó là Diego Fagan và Jimmy Lynch. Trọng tài xác định Quang Hải đã phạm lỗi đối với tiền vệ người Hàn Quốc Seo Jong Duk và đây là một cú ly đá phạt mang lại rất nhiều cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Góc sút là rất rộng. Điểm đá phạt là khu vực vòng cung trước khu vực 16m50. Sẽ là một thử thách thực sự đối với thủ môn Bùi Tân Trường. Vừa được xem lại góc quay chậm, tình huống trọng tài đã thổi phạt Nguyễn Quang Hải. Và xử lý rất khéo của Seo Jong Duk. Đây sẽ là thời điểm mang lại sự hồi hộp đối với cả các cổ động viên của đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đội khách câu lạc bộ Hà Nội. Các cổ động viên của đội chủ nhà đang rất kỳ vọng vào việc sẽ được chứng kiến bàn thắng ở tình huống sút phạt như thế này. Các cổ động viên của đội khách Hà Nội sẽ hy vọng quả đá phạt được thực hiện không thành công. Nguyễn
Nguyễn Công Phượng và Võ Huy Toàn là hai cầu thủ đang đứng trước quả đá phạt. Chúng ta có thể thấy là các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung như thế nào cho quả đá phạt với một cơ hội rất lớn để có thể mở tỷ số này. Những sự bàn bạc rất kỹ lưỡng. Công Phượng đang rất tập trung cho quả đá phạt và cơ hội để anh có được bàn thắng thứ 5 đang tới. Công Phượng không vào. Bóng đã qua được hàng rào chắn nhưng lại đi chệch khung thành của thủ môn Bùi Tuấn Trường. Công Phượng tỏ ra rất nuối tiếc với tình huống bỏ lỡ cơ hội vừa rồi của mình. Chúng ta cùng xem lại một tình huống đá phạt nhằm vào góc xa của Công Phượng, nhưng có thể thấy là trong pha bóng này, kể cả bóng có đi vào vị trí ngắm sẵn của Công Phượng thì thủ môn Bùi Tuấn Trường cũng đã đoán đúng hướng và có thể đẩy được bóng. Sơn Ngọc Đức rất hay. Ngọc Đức thêm một lần nữa, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh phàn nàn với quyết định không thổi phạt penalty. Chúng ta cùng xem quyết định của trọng tài Trần Văn Trọng là như thế nào. Bóng chạm tay của Thành Trung. Bóng đã chạm tay của Thành Trung. Nhưng chúng ta cùng xem trọng tài sẽ xử lý như thế nào đây. Có lẽ là không có penalty dành cho đội chủ nhà. Các cầu thủ và cổ động viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ứng rất quyết liệt với những quyết định của trọng tài chính Trần Văn Trọng và các trợ lý của ông. Tiếp theo chỉ là quả phạt góc dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng cũng đang tỏ ra